Chào mừng các bạn đến với chương trình dạy học của Video Phúc Anh. Và sau đây là bài hướng dẫn cách tạo hiệu ứng cho chữ bằng cách kết hợp chữ thường với Video FX và Transition phần 2. Thì trong phần 1 chúng ta đang demo dở. Ở đây mình có lưu lại cái bàn hiệu ứng chữ. Thì mình sẽ mở lên cho các bạn xem lại. Đây. Rồi, mình play để cho các bạn nhớ lại nhé. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bước tiếp theo. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ giữ phím Control. Sau đó các bạn bôi đậm ba cái anh này lại cho mình. Đấy, bôi đậm. Sau đó các bạn nhấn phím G để gộp nó lại thành một cái nhóm. Thì khi chúng ta kéo một anh bất kỳ á, thì những anh còn lại nó đi theo. Đấy. Thì đây là cái mẫu chuẩn. Bây giờ chúng ta sẽ copy nó ra bằng cách là giữ phím Control. Giữ phím Control. Sau đó các bạn nhấn và giữ chuột trái vào một anh bất kỳ. Đấy, các bạn kéo ra. Thì nó sẽ nhân bản ra một cái mới cho các bạn. Thì các bạn chọn cái dòng trên nhé, nhấn OK. Đây là cái chữ hiệu ứng chữ đầu tiên này. Rồi chúng ta quay lại với cái bàn mẫu. Chúng ta quay lại với cái bàn mẫu. Rồi cái hiệu ứng chữ đầu tiên cho cái bàn mẫu thì không có gì cả. Hiệu ứng chữ thứ hai thì nó như thế này. Đấy, xem nó như thế nào. Cái chữ nó chạy. Đấy. Ở đây mình đang để chế độ Best Full cho nên là nó sợ nó giật đấy. Giờ mình sẽ chạy bằng kim thời gian thôi. Mình nhấp kim thời gian cho nó chạy cho các bạn xem. Đấy. Các bạn thấy là cái chữ nó có một cái vệt loe này. Các bạn thấy không? Rồi mình để chế độ Preview Auto để cho các bạn xem nhé. Đấy, chúng ta xem này. Review Auto nó mở đó các bạn ạ. Đó thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn tạo cái hiệu ứng chữ đó. Thì chúng ta sẽ vào cái event fx này, mình sẽ kiểm tra. Đây mình sẽ kiểm tra. Ở đây nó sử dụng cái hiệu ứng Light Ray. Có ba con keyframe. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm này. Nhỏ cái mẫu xuống nhá. Đến với cái bàn làm việc của chúng ta. Các bạn sẽ vào Video FX, các bạn chọn đến cái phần đó là Light Ray. Đấy. Các bạn kéo xuống dưới cùng, chọn cái dòng là Red to None. Các bạn kéo vào phần chữ nhá, phần chữ. Đấy. Rồi các bạn quan sát này. Bây giờ mình sẽ kéo cái strand này lên, kéo strand lên. Đấy, các bạn thấy là chữ mình có cái vệt loe. Còn cái này là chúng ta sẽ điều chỉnh cái hướng loe. Đấy, ví dụ kéo xuống thì loe lên trên, kéo lên trên thì loe xuống dưới. Sang trái thì loe sang phải. Đấy các bạn thấy không? Đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kéo cái hàm này về cái vị trí mà nó loe. Nó loe làm sao mà nó loe cân đối. Đấy, tức là loe ra không lệch lên trên cũng không lệch xuống dưới. Rồi, sau khi đã có được cái vị trí cân đối rồi á, các bạn sẽ kéo cái này nhấp vào đây, chúng ta sẽ dùng bàn phím ảo nhấp vào đây. Đấy các bạn đẩy sang trái. Đẩy cái núm này sang trái. Ok. Rồi sau đó các bạn nhấp vào nút Animate này. Nhấp vào đây. Rồi bây giờ các bạn sẽ kéo kim thời gian đến một cái vị trí nào đó. Ví dụ các bạn nhìn này, nhìn ở bên ngoài này này. Các bạn quan sát kim thời gian nó chạy này. Ví dụ các bạn kéo đến đây, vị trí này nhá. Thì muốn cái kim thời gian nó chạy theo bên ngoài thì các bạn nhấp vào cái biểu tượng là Sinusoid ở đây. Đấy, mình sẽ kéo cái bảng này lên cho các bạn nhìn thấy chức năng Sinusoid ở đây, thấy không? Nhấp vào đây thì khi kéo thì nó sẽ không chạy theo. Còn nhấp vào đây thì khi kéo thì cái kim bên ngoài nó chạy theo. Đấy. Rồi, bật lại cái bàn phím ảo. Bây giờ chúng ta kéo cái kim thời gian đến đây, khoảng đến đây nhá. Thì các bạn sẽ nhấp vào cái núm này. Đó, sau đó các bạn nhấp cho nó chạy sang đây. Các bạn không cần chạy sang nhiều đâu, chạy sang đến khoảng từng này là được rồi. Ví dụ chữ của chúng ta là căn khoảng giữa màn hình thì chúng ta kéo cái hàm này cũng giữa cái ô vuông này thôi. Đấy. Rồi, công việc tiếp theo đó là chúng ta sẽ kéo cái kim thời gian vào giữa. Đấy. Chúng ta sẽ tăng cái strand lên. Đấy, tăng cái strand lên. Các bạn tăng lên mức độ nào vừa phải thôi nhá, đừng có tăng quá nó nhìn nó lóa đấy. Tăng vừa vừa thôi, đấy. Rồi ok. Nếu mà bạn muốn chỉnh màu loe thì các bạn sẽ nhấp vào màu ở đây. Đấy, màu ở đây. Bình thường thì cái chữ màu gì thì nó loe ra màu đấy. Đây chữ màu trắng nó loe màu trắng. Thôi được rồi, thì cái màu loe thì mình cứ để mặc định màu trắng đi. Đấy. Rồi mình sẽ
Nhỏ cái bàn phím ảo xuống, tắt cái này đi, bây giờ play và xem thôi. Đấy, play này. Đó, hiệu ứng chữ của chúng ta. Rồi, vậy là xong. Chọn review best full nếu bạn xem đẹp nhất này. Best full sợ nó giật các bạn ạ. Đấy, nó giật giật, giật giật. Rồi quá trình làm thì các bạn lưu lại thường xuyên nhé, lưu lại thường xuyên. Ok. Đó là cái mẫu đầu tiên. Thì các bạn có thể chỉnh màu bằng cách là chỉnh màu chữ bằng cách là vào Media Gradient chỉnh màu, chẳng hạn như màu đỏ thì nó có viền đỏ, màu trắng thì nó có viền trắng. Đấy. Rồi chúng ta sẽ kéo viền có chữ lên, ví dụ mình tăng viền trắng lên. Đấy, mình chọn cái viền là viền hồng đi. Ví dụ như vậy. Thì chúng ta sẽ có cái viền loe là màu hồng. Đấy. Rồi, chọn Review Auto Fly thử xem nào. Đây đây, nó bên này nhá, bên này. Đây mới đến nó này, đó, khá là đẹp. Đấy. Rồi, tắt đi. Bây giờ đánh dấu nhá. Click vào đây. Nhấn phím M. Đó, coi như là bắt đầu đến đến cái mẫu số 2 này, mẫu số 3 này. Chúng ta sẽ nhân bản cái mẫu gốc. Đấy, chúng ta quay lại với cái mẫu gốc, tức là nó chẳng có hiệu ứng gì cả. Chúng ta giữ phím Ctrl kéo nó sang đây. Đó, ok. Chọn dòng bên trên. Bây giờ mình sẽ quay lại với cái bản mẫu để mình xem là cái mẫu tiếp theo nó trông như nào. Rồi cái mẫu tiếp theo là nó có một cái vệt sáng nó chạy bên trong chữ này. Thì bây giờ mình sẽ trở lại cái bàn làm việc của mình. Đấy. Bàn này nhá. Để mình đổi cái hình nền đi cho các bạn khỏi nhầm lẫn. Mình đổi cái hình nền này. Nhìn này nó dễ nhầm lẫn quá. Rồi ok, đây. Cái bàn này á là cái bàn mà mình đang làm, còn cái bàn bàn mà có hình cô gái này là bàn mẫu nhá. Cái bàn mà các bạn đang làm thì các bạn có thể có giống mình, nhưng cái bàn mẫu thì chỉ có mình có thôi. Rồi. Để tạo được cái hiệu ứng có cái vệt sáng chạy ở bên trong này á thì các bạn sẽ vào cái video effect. Các bạn chọn phần là lens flare. Các bạn chọn cái depth font kéo vào cái phần chữ, kéo vào phần chữ nhá. Rồi các bạn nhìn thấy rằng ở trên màn hình mình có cái núm này. Đó, kéo được nó đó. Cái núm dấu cộng này. Hoặc vào cái phần line position này các bạn có thể kéo đây, đây. Rồi thì bây giờ đầu tiên thì chúng ta sẽ đặt đặt cái núm nó ở đây, bên này nhá. Đặt ở vị trí này, các bạn thấy không? Sau đó các bạn nhấc vào cái phần đó là đồng hồ anime, nhập vào đây. Đấy, nhập vào đây. Sau đó các bạn phải nhấp vào con keyframe đầu tiên nhá, nhấp vào con keyframe đầu tiên. Đấy. Sau đó các bạn nhấp tiếp vào cái phần là intensity. Đấy, nhấp vào đồng hồ này. Đấy. Rồi, đủ rồi. Đủ rồi, đủ rồi. Bây giờ các bạn kéo keyframe, kéo kim thời gian đến cái gần cuối. Các bạn thấy không? Nó chạy đến gần cuối ngoài này này. Đấy, chúng ta kéo lên gần cuối. Đó, như này đi. Chúng ta nhấp vào cái chỗ này, nhấp vào cái hàn này. Chúng ta dùng cái phím qua lại lên xuống, chúng ta đẩy nó sang. Đẩy anh ấy sang. Đẩy nhấp vào đây. Nhấp cái hàn này. Nếu mà các bạn đẩy sang không được thì bạn dùng chuột các bạn kéo sang. Đấy, lì lợm mà. Kéo con keyframe này lại chút này. Thì chúng ta nhìn cái chữ, kéo sang. Kéo sang đến 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 ngang đây là vừa thôi. Đến đây, không đến đây. Đó. Rồi, công việc tiếp theo là các bạn kéo kim thời gian lại vào giữa. Kéo kim thời gian lại vào giữa. Các bạn sẽ tăng cái intensity này lên. Đấy. Tăng cái intensity này lên. Rồi, thì mình sẽ kéo cái thời gian mình kiểm tra xem nào. Đây có cái hiệu ứng chữ quét sáng ở đó. Nhưng mà bởi vì cái chữ chúng ta màu trắng nên là chúng ta chưa thấy thôi. Rồi, bây giờ tiếp theo này. Các bạn nhấp vào cái con sau này, nhấp vào kim cái farm cuối cùng, cái farm thứ ba đó. Các bạn kéo intensity về không. Rồi. Thì đó là cái bước làm hiệu ứng đã xong rồi, tắt đi.
Bây giờ nhiệm vụ tiếp theo là chúng ta phải đổi màu. Ở đây cái chữ màu trắng này mình đổi thành cái màu khác đi. Ví dụ cái màu màu hồng. Đấy. Viên trắng. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ tắt đi vào fly xem nào. Fly. Như này. Đó, nó có một cái vệt trắng chạy rất là đẹp bên trong. Đấy, giống như cái chữ mà nó được quét sáng vậy đó. Rồi xong, bây giờ chúng ta đánh dấu tiếp bằng phím M nhé. Phím M. Rồi chúng ta lại quay lại cái chữ gốc. Cái chữ gốc là cái đầu tiên á. Đấy, gốc này. Chúng ta lại copy. Giữ phím Ctrl. Đấy, sau đó lại copy nó sang một lần nữa. Để chúng ta tạo hiệu ứng mới. Có nghĩa là chúng ta chỉ việc làm là cái phông đầu tiên cho nó đẹp chút. Sau đó các bạn thêm hiệu ứng vào thì chúng ta có rất là nhiều cái loại bảng tên nhân vật. Rồi quay lại với cái bản mẫu hình cô gái của chúng ta. Chúng ta xem cái mẫu tiếp theo chúng ta sẽ được làm là gì nào. Nhấp vào đây. Fly. À, cái hiệu ứng của chúng ta đó là chữ nó rung rinh và có cái lớp quét sáng ở bên trong này. Rồi bây giờ mình sẽ nhỏ cái mẫu xuống. Mình sẽ trở lại với cái bàn hiệu ứng chữ của chúng ta. Rồi để tạo được cái hiệu ứng rung rinh đấy á, thì chúng ta sẽ dùng cái Epic Video Epic, đó là TV Simulator, đấy, Simulator. Các bạn cầm cái Red Reset to None này, đấy, các bạn kéo vào cái phần chữ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ giảm cái lin sin này xuống. Ở đây các bạn không phải đặt cân keyframe nào cả. Đấy, giảm cái lin sin này xuống. Các bạn có thể giảm mức độ vừa thôi. Cái chữ nó đừng méo quá để chúng ta còn đọc được. Sau đó các bạn tăng cái scan facing này lên maximum. Maximum cũng được mà không cần là maximum cũng được. Thì mình tăng lên mức đó. Rồi bây giờ mình tắt đi, mình fly xem nào. Đấy, cái chữ của mình đó rung 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 như vậy. Nó có hiệu ứng quét sáng bên trong á, nhưng mà bởi vì cái chữ của chúng ta màu trắng cho nên là làm sao nhỉ? Nó sẽ không hiển thị được, thì chúng ta phải chỉnh lại màu vào đây. Như vậy. Chọn lại màu, ví dụ chọn cái màu màu vàng vàng như vừa nãy nhá. Được không? Hay là màu hồng. Thôi màu hồng đi. Màu hồng viên trắng. Rồi bây giờ play thử xem nào. Đấy, các bạn thấy nó quét quét sáng sáng chớp 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 này. Nếu mà nó chớp sáng nhanh quá thì các bạn chỉnh lại cái Epic bằng cách là vào Event Epic. Đấy, các bạn giảm cái scan facing là xuống một chút thì cái hiệu ứng chớp sáng nó chậm hơn. Đó, nó chậm chậm chậm. Rồi thì đấy chính là cái mẫu chữ bằng cái hiệu ứng TV Smaller. Bây giờ mình lại quay lại với cái gốc. Nhấp vào đây, nhấp vào đây cái này nhá. Bạn cho copy đi, nhấn chuột phải chọn copy. Copy này. Đấy. Sau đó các bạn ra ngoài cùng là các bạn paste ra đây. Đấy. Ok. Rồi, chúng ta đánh dấu ở đây để ngăn cách này. Mẫu tiếp theo. Mẫu tiếp theo là chúng ta sẽ vào lại bàn mẫu để chúng ta xem chúng ta được học cái gì đã. Đây, nhấp vào đây rồi play cho các bạn xem. À, cái mẫu này xem rồi. Chúng ta sẽ kéo đến đây. À rồi thì cái chữ nó uốn lượn như là cái sóng vậy đó, thì chính là hiệu ứng sóng, hiệu ứng wave. Chúng ta sẽ vào Event Epic để tôi kiểm tra đã. Đây chính là hiệu ứng wave. Horizontal wave 3200. Horizontal fair. Maximum, nói chung là hai anh là maximum. Sau đó chỉnh cái này anh này về không. Rồi, ok mình hiểu rồi, mình nhớ rồi. Bây giờ mình sẽ vào lại cái chữ của mình vào Video Epic, các bạn chọn vào wave. Đấy, các bạn kéo cái Red to None này vào trong cái anh chữ đó. Đó, sau đó các bạn nhấp vào cái anime. Thì ở đây các bạn không thấy chữ anime thì các bạn nhấp đúp vào đây. Thì lập tức cái chữ anime nó hiện ra, các bạn nhấp vào đây. Đó. Rồi. Bây giờ các bạn kéo nhấp nhấp chuột vào con keyframe đầu tiên, nhấp chuột vào con keyframe đầu tiên. Đấy. Các bạn kéo cái vừa nãy là cái gì nhỉ? Cái này đúng không? Cái horizontal wave này dòng thứ hai kéo lên maximum. Rồi kéo cái dòng cuối cùng cũng lên maximum luôn. Rồi sau đó các bạn kéo kim thời gian cho nó chạy. Đấy, chạy ra đến đây. Đấy. Đây chẳng hạn thì bạn kéo cái này về không. Này về không. Đấy. Mình kiểm tra xem đúng chưa đã. À hình như có một chút gì đó nhầm lẫn ở đây. Để mình kiểm tra lại cái mẫu đã. Như vậy đấy. Đúng rồi, dòng số 2 này.
dòng soi, à không, không nhầm lẫn đâu các bạn ạ. Đó là nó có bổ sung thêm là cái horizontal amplitude 0,15 ở đây nữa này. Đấy, mình sẽ 0,15 đúng không? Nhớ lấy thông số đấy. Cái này chỉnh nó hay bị lộn lắm. Amplitude mình gõ vào đây là 15, 0,15. Gõ số 15 vào. Đấy, mình sẽ gõ 15. Ok. Nhấn Enter. Thì bây giờ á, nó loạn lên cả rồi. Tự nhiên nó tạo ra một con keyframe nào này. Giờ thì các bạn sẽ phải xóa nó đi. Lại nhá. Bạn sẽ kéo frame đầu tiên. Đấy. Chọn cái này là 0,15. Rồi, chúng ta sẽ ok, đúng rồi đấy. Rồi, như thế này. Bây giờ các bạn có thể nhấn chuột phải vào con keyframe các bạn chọn phát. Đấy, thì kéo thì nó sẽ uốn nhanh, sau đó từ từ. Thì bây giờ mình sẽ tắt đi fly cho bạn xem. Đấy, chúng ta tạo được hiệu ứng sóng như vậy. Các bạn nhớ nhá. Bây giờ mình sẽ làm lại cái hiệu ứng sóng này, nhấp vào đây. Mình hủy cái hiệu ứng sóng đi. Rồi, mình sẽ vào lại quay. Kéo cái Retinon vào. Đấy. Rồi nhấp vào Anime. Đấy. Sau đó nhấp vào con keyframe đầu tiên. Kéo cái này lên trên cùng. Kéo cái này lên trên cùng. Kéo cái này lên 0,15. Đó, các bạn thấy không? Chỗ này quan trọng nha. Sau đó kéo con keyframe đến gần cuối. Đấy. Các bạn kéo cái này về không. Rồi. Xong. Đấy. Ok, sau đó các bạn nhấn chuột phải vào con keyframe đầu tiên, chọn phát. Tắt đi, play. Đấy, các bạn có thể đổi màu chữ nhá, đổi màu, đổi viền. Chẳng ảnh hưởng gì đến hiệu ứng của chúng ta đâu. Thì cái phần 2 trong cái phần demo cái hiệu ứng chữ đến đây là kết thúc. Các bạn thực hành đi là vừa. Các bạn sẽ xem tiếp những cái hiệu ứng chữ khác ở trong cái phần 3. Chào các bạn, hẹn gặp lại.